Các ý kiến tại phiên họp đánh giá, việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 thời gian qua đã góp phần giúp nền kinh tế nước ta phục hồi nhanh, tăng trưởng cao, đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực, được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao và nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhận định dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Các nước vẫn phải tăng cường hệ thống giám sát và mở rộng năng lực điều trị, tiêm vaccine, đồng thời tiếp tục cập nhật kế hoạch ứng phó quốc gia với đại dịch. Trong khi đó, một số dịch bệnh khác vẫn đang lưu hành, diễn biến phức tạp như dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, bám sát thực tiễn, không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác và không để dịch chồng dịch. Thủ tướng giao Bộ Y tế bảo đảm và đáp ứng yêu cầu của các địa phương về vaccine, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch, phối hợp với Bộ Ngoại giao có phương án tiếp cận các nguồn vaccine. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đặc biệt là phải giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong thời gian sớm nhất có thể, không thể để tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhanh chóng chấm dứt cái tình trạng thiếu thuốc, thiếu sinh phẩm, thiếu cái vật tư y tế, thiếu cái trang thiết bị y tế bằng mọi cách chúng ta làm. Vì tất cả là chính sách do ta thôi, chứ khi tình hình nó thay đổi thì ta phải phản ứng chính sách nó nhanh. Thế còn vướng cấp nào thì cấp đó phải tập trung mà xử lý dứt điểm. Còn vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, trong đó có truyền thông chính sách, đưa tin kịp thời, chính xác, khách quan và chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng chống dịch, nhất là tác dụng và hiệu quả của vaccine.